Trời, hôm nay 31 tây, 31 tây tháng 3, 2023. Tôi Lê Mỹ Tho cùng với Lê Nguyễn đến để thăm hoàn cảnh của chị Nở. Nhớ, đúng. Vô trỏng luôn đi Lê, vô trỏng chỉ bệnh, chỉ nằm trong á. Sao hôm nay khỏe không? Lâu quá trời không có lên nè. Đây là hoàn cảnh là chị Nở. À, chị Nở ở xã Long Hưng. Rồi hôm nay ba Phương Linh không thấy luôn. Phương Linh ơi. Phương Linh Mỹ Tho xin đại diện em Tâm My Nguyễn gửi cho chị Nở 10 kg gạo, còn Lê Nguyễn thì đại diện Mạnh Thường Quân gửi thùng mì với 200.000. Đây Lê Nguyễn. Đây là chị Nở Lê. À, chị bị bệnh gì nói cho Lê nghe. Thôi quá, khớp rồi tim rồi đột quỵ não. Đôi mắt giờ mà không thấy được. Bộ lòng cái gì hay cũng dính hết trơn. Nhìn Phương Linh á, nhìn mấy chị nhìn cái mặt không có thấy rõ. Thấy vậy thôi chứ không thấy rõ, mờ dữ vậy. Mắt nó bị cườm nữa. Hai đứa con gái còn đi học không? Dạ, đứa lớn nó có chồng về ở ngoài. Có chồng hồi nào? Có chồng hôm Covid á, ở ngoài ta vô rồi vậy thôi. Đây là nhà của chị Nở đây. Ở đây là gọi là ấp gì chị? Ấp Long Thạnh. Xã Long Hưng. Châu Thành Tiền Giang. Chị hôm nay em đại diện Mạnh Thường Quân tới trao cho chị một thùng mì với 200.000 để chị cảm ơn chị. Dạ, rồi 10 kg gạo này là của Mạnh Thường Quân, của chị Phương Linh Mỹ Tho. Của Tâm My Nguyễn á. Dạ. Rồi, ráng giữ gìn sức khỏe nha chị. Rồi, cảm ơn quý Mạnh Thường Quân rất là nhiều. Đây căn nhà của anh chị Nở đây. Anh ảnh cũng ước ao đừng để có được cất được căn nhà mà đều không có đủ duyên. Cái này đất này là thằng em nó cho mình luôn rồi hả? Dạ. À, có giấy tờ rồi ha. Dạ. Cái này mình bề ngang mấy mét, bề sâu mấy mét? Nó bề sâu này là nó kêu cứ hỏi có cất được thì cứ cất, sau xuống rồi nó cho lắp cái mương bên đây là mình cho mấy mét. Rồi, hai Linh cảm ơn. Thường thường thì Mạnh Thường Quân người ta cất nhà cho thường thường thì 4 mét, 8 mét hoặc là 4 mét, 10 mét. Chứ không có cho nhiều. Vậy là được rồi. Vậy 4 mét, 10 mét vậy đủ. Rồi, hai Linh, bye bye.